Tức là các cái bước làm dính. Et vous, vous prenez votre deuxième maquette, qui est celle sur laquelle on va faire le collage. Et cette facette doit s'adapter. Si elle ne s'adapte pas, vous nous le dites. Bizarre. Mais... on dirait que c'est celle-là qui est là. C'est une 11, t'es sûr? Ludo! Lulu, viens voir. Quand c'est marqué 11 sur la poche de facette. Sur le nombre? Non, le oui, c'est 11. Parce que regarde, la 11 est la copie de la 21. Regarde, lobe distal, médial. Et elle rentre, c'est ça qui est bizarre. 21. C'est une 21, oui. Les deux? J'avais demandé qu'une seule dent. Hein. C'est celle-là, non? Alors, 11 et 21, il y a erreur encore. Il y a encore erreur. Oh que c'est pénible ça. Oh que c'est pénible. Le temps. Donne-moi une 11 s'il te plaît. Mais t'as déjà distribué le... On a déjà distribué. Je vais changer. Alors, bah d'abord on va récupérer. Donne-moi une 11. Tiens, je te rends la 21. Il faut tout vérifier, il y a des erreurs partout. C'est inadmissible. Non, ça c'est la bonne dent. D'accord. Ok. La bonne dent. Il ah, faut dire, heureusement que j'ai préparé la moitié du TP tout seul. Alors, maintenant, la première chose qui est un peu difficile sur la maquette, parce que c'est pas la vraie vie, c'est pas la bouche qui est plus facile, c'est de mettre la dent. Donc, vous allez me prendre deux pinces. Et à mettre le clan. Dans votre boîte, dans votre poche, vous avez une papillote en papier. Merci. Et la pince à clan. Clan, non? Avec le clan pincisif. Des crampons. Est-ce qu'il y a la vaseline? Où j'ai mis la vaseline? Putain, j'ai de la vaseline. Là? Non, j'ai de la vaseline. Ah. Alors, voilà. Vous avez pour la digue. Pour la digue, vous avez aussi des wedgets. Il y en a qui ont des petits... Mais ça, c'est pas utile. Vous avez ça, les wedgets. Voilà, parfait. Voilà, donc il vous faut les wedgets. Bon, ça, éventuellement, on peut s'en servir, mais tout le monde ne l'a pas. Ça, c'est pour attraper le crampon. Ça, on va vous en prêter. J'en ai amené 4. Et ça, c'est pour trouver la digue. La digue, c'est la digue qui est proposée par Yves Auclard. Vous allez trouver, vous allez, isoler. Để đặt dam thì chúng ta sẽ cần có một cái clamp có cho vùng răng cửa, cái màu vàng. Ça suffit. Cái màu vàng mà người nhìn thấy đây là gọi là cái wedgette bằng cao su. Un trou moyen. Có chim gỗ. Thầy đang tiến hành đục lỗ và chúng ta sẽ đặt dam. Un. Cho bốn răng cửa. Chúng ta sẽ tạo bốn cái lỗ ở vùng răng cửa. 3 et 4. Voilà. Mot, aïe, ba, bon. Et chúng ta đã đục 4 cái lỗ ở trên cái lá đam này. Après, le problème de la maquette. Problème, il y a un problème en fait avec la maquette, c'est que c'est très dur de passer la digue sans la mouiller. Il faut mouiller un petit peu. Bon, je vais prendre le pinceau. Par vấn đề khi chúng ta đặt dam ở trên mẫu hàm đấy là nếu như mà chúng ta không làm ướt cái mẫu hàm ấy, thì chúng ta sẽ rất là khó để mà cho được cái phần dam nó đi qua các cái kẽ răng. Thế nên là ở đây thầy mới dùng một ít nước. Je pense que si vous mouillez pas la maquette, vous allez déchirer la digue. Nếu mà chúng ta không làm ướt là chúng ta sẽ rất dễ bị rách cái lá đam. Le wedget vous sert, c'est un peu comme un crochet, mais c'est moins. Le wedget qui vous sau sert đó, à bloquer là. Sau đó ta lấy một cái wedget này, màu vàng á. D'accord. Chúng ta sẽ đặt vào cái kẽ, nó giống như là một cái phần để giữ cho cái lá đam nó được cố định ở giữa hai cái kẽ răng. Donc deux wedgets en arrière des latérales. Hai cái wedget này chúng ta sẽ đặt ở phía gần và phía xa của hai cái răng cửa bên. Sur la facette.
Alors en fait, on va céder avec un fil. Chúng ta cần có chỉ tơ, chỉ tơ nha khoa. Giữa kẽ răng còn lại, chúng ta chỉ lấy cái chỉ tơ để đưa qua các kẽ răng. Pour le, la position, on met le grand côté vers l'intérieur de la bouche et le petit côté vers l'extérieur. Cái clam hùm cho răng cửa nó sẽ có hai phần. Si je ne me trompe pas, des fois je me trompe. Đúng rồi ạ, cái này có trong bộ đặt cam ạ. C'est l'inverse. Je fais une bêtise. Je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je fais une bêtise, vous voyez. Chaque fois, j'hésite. J'oublie à chaque fois comment je le mets. Voilà. Là. Oui, c'est ça. C'est le grand côté vers l'extérieur. Đó, thì cái cánh của cái lá đa mà người nhìn thấy ạ, nó sẽ nghiêng về phía bên ngoài như thế kia. Il faut être sûr de le repousser à gencive. Và khi chúng ta đặt đa mà chúng ta lưu ý là cái clam ấy nó phải đặt sâu xuống phía dưới lợi. Nó cũng là một cái cách để mà ta đẩy cái lợi nó xuống phía dưới để nó bộc lộ cái đường hoàn tất ở phần thân răng. Oui. J'ai un peu de mal, on va vérifier. Et après, vous mettez ça derrière. Vous voyez, vous enlevez un anneau. Chờ, sau đó ta lấy bỏ. Derrière. Comme ça, c'est un système qui est facile pour. Sau đó, ta lấy bỏ cái vòng nhựa xung quanh đi và đặt cái đam nó ra phía đằng sau như kia. Mon clamp n'est pas bien mis. Mon clamp n'est pas bien mis. Chúng ta lưu ý là phải đặt cái clamp này đúng vị trí thì chúng ta mới gắn được cái. Ah, je vais y arriver. Tu peux m'aider parce que tout seul c'est impossible. Tout seul c'est impossible, ça glisse dans tous les sens. Oh putain, c'est chiant. Là devant j'ai beaucoup de mal. Mais non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Je me demande si c'est pas mieux, tu vois, il est plus bas celui-là. Ah oui, tu vois, il est très bas, il est très sous gingival la préparation. C'est vraiment une mauvaise préparation. Là. Ok, on y est. Oui. Donc je pense que c'est le petit côté pour ceux qui ont ce type de clamp. Et vous vérifiez. Vous vérifiez que la facette peut. Cái này mọi người nên làm thành cặp. Thì nữa nếu mà khi mọi người đặt đam, mọi người lưu ý là sẽ kéo cái phần lá đam xuống phía dưới để nó bộc lộ toàn bộ cái đường hoàn tất ở phía dưới. Bởi vì nếu không là cái clam ấy nó sẽ có thể cặp bập vào cái. Tại vì cái đường hoàn tất này khá là sâu. Thì nó khi người ta làm trên cái mẫu hàm nó hơi bị sâu. Và cái lá đam ấy nó sẽ không có được bộc lộ ra tí nữa, mọi người sẽ làm một người kéo cái lá đam ra để cho nó lộ cái đường hoàn tất ở phía dưới. Và khi đó mình đưa cái clam xuống okay. Sâu xuống phía dưới cái đường hoàn tất. Je crois qu'elle y va. Mais ça y va, mais oui, comme le clamp qui fait tirer la dent vers le haut, tu vois, ça déborde un peu, mais il est sur la dent, ça va. Vous vérifiez que la facette se remet bien quand vous avez mis la digue. Và sau khi mà ta đã đặt đam rồi, chúng ta sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa. On va vous aider parce que c'est un peu compliqué sur la maquette, c'est plus dur qu'en bout. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Alors, xem là cái mặt donne, dám nó đã je vous donne une vừa astuce. Vào cái vị trí răng ngắn hay chưa. Còn nếu cần giúp đỡ thì các người hỗ trợ mọi người để đặt đam. Le wedget, c'est un élastique et comme il est élastique, il a tendance à pousser la latérale sur la centrale. Donc il déplace le point de contact. Je vous conseille de le mettre à dedans. C'est-à-dire en arrière de la canine, des deux côtés. Vous comptez deux dents de part et d'autre de la facette. Sinon, vous aurez un changement du point de contact. Bởi vì là cái wedget, cái màu vàng ấy, nó là bằng plastic, nó bằng chun, cao su, nó rất là đàn hồi. Nên thầy khuyên là mọi người đừng có đặt ở giữa, ở gần ngay cái răng mà gắn, mà ít nhất phải cách hai răng. Vì khi mà nó bằng cao su, nó có xu hướng nó sẽ đẩy cái răng cửa bên, sát vào cái răng mà mình gắn mặt dán. Thế nên là nó có thể làm thay đổi cái điểm tiếp giáp giữa hai cái răng. Alors un autre point que j'ai pas fait parce que je suis un peu en train de dormir.
c'est de mettre le cordonnet rétracteur au départ, avant la digue. Vous mettez quand même, parce que vous voyez, là j'ai mal mis la digue, j'ai les papilles qui sortent, ça peut saigner. Si j'ai mis le cordonnet rétracteur, ça va limiter les sécrétions. Và có một điều bước nữa mà lúc nãy thầy cũng là, có quên chưa nói mọi người, đấy là mọi người nên đặt cái chỉ có lợi trước khi mà chúng ta đặt đàm để mà chúng ta đẩy cái lợi xuống tốt hơn, bộc lộ lợi tốt hơn trên bệnh nhân đấy ạ. Vous voyez, on le voit là, j'ai mes ça arrive en bouche pareil. On a les papilles qui sont pas bien isolées là. Ừ, đấy ví dụ như ở đây là thầy có cái phần nhú lợi kia là chúng ta chưa có cách ly được tốt. Bởi vì nếu như mà chúng ta đặt cái phần cái chỉ có lợi ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mình không có đặt chỉ có lợi nên là cái clam nó không có đẩy được cái lợi xuống hết toàn bộ. Mais en bouche c'est dur hein, des fois de mettre la digue. En bouche c'est dur, c'est pour ça que quand je suis sous gingival, moi je simplifie, je coupe. Et je fais une sorte de clé silicone. Trong miệng cũng vậy, đôi lúc là chúng ta sẽ hơi khó để đặt được đam như thế này. Thế nên là trong những trường hợp mà thầy làm cái đường hoàn tất dưới lợi thường thầy sẽ đặt theo dạng cửa sổ. La solution qu'on a vu hier s'appelle la digue fenestre. C'est Fraderni. Nó gọi là chúng ta là để đặt đam theo dạng cửa sổ, tức là chúng ta sẽ đặt nhiều cái răng cùng một lúc chứ không phải đặt riêng lẻ từng cái răng như thế này. Như hôm qua mà thầy cũng đã chỉ ở trong buổi hội thảo đấy ạ. Không, một lỗ thì không thể được, chúng ta sẽ làm nhiều lỗ cạnh nhau nhưng mà nó sẽ là chồng lên nhau, giống như hình số 8 ấy. Thì khi đó mọi người sẽ đặt cùng vừa bốn cái răng cùng một lúc được. Ok. You do that first. After bây giờ mọi người làm cái bước này trước đi ạ. Mọi người bắt đầu đặt đam cách ly trước đi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Ils ont la...